Người dân Nga vẫn ủng hộ Tổng thống Putin ở mức cao sau vụ Wagner. Nước Nga vẫn mạnh mẽ và sự ủng hộ của người dân Nga lên tới hơn 79% đối với Tổng thống Putin ngày càng được củng cố. Đây là nhận định chung của dư luận Nga trước những bình luận nhận xét gay gắt của phương Tây nhằm vào nước Nga và cá nhân Tổng thống Nga Putin sau vụ bạo động do các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thực hiện. Theo đánh giá của giới phân tích, chính sự ủng hộ của dư luận dành cho Tổng thống Nga và cách điều hành đất nước của ông được xem là bệ đỡ để nước Nga vượt qua sóng gió. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu vụ bạo động của nhóm Wagner có phải đã làm suy yếu vị thế của nước Nga và Tổng thống Putin hay không, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhấn mạnh, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Tổng thống Nga Putin và đất nước Nga đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì chúng tôi đoàn kết đẩy lui cuộc bạo loạn. Nếu có quan điểm khác, bạn đã không hiểu nước Nga và hãy thay đổi quan điểm của mình đi. Tôi xin nhắc lại rằng đây là vấn đề nội bộ của chúng tôi và đã được giải quyết một cách rất kiên quyết chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đất nước của chúng tôi đã vượt qua sự việc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tầm quyền của Tổng thống đã được thể hiện rõ ràng hơn. Không chỉ giới chức Nga mà ngay cả nhiều người dân Nga cũng chung nhận định này. Thực tế cho thấy sau khi xuất hiện thông tin về cuộc nổi loạn của nhóm Wagner, cũng có một số người dân Nga đã tỏ ra lo lắng. Nhưng nhìn chung, đại bộ phận người dân đều bất bình với hành động của nhóm quân sự tư nhân này và bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Putin và sự điều hành đất nước của ông. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn tin và Tổng thống Putin biết cách giải quyết vấn đề của ông ấy, mọi thứ đều ổn. Tôi luôn tin vào Tổng thống Putin, mọi việc được giải quyết theo cách này hoặc cách khác. Các cuộc thăm dò dư luận tại Nga cho thấy, sự ủng hộ của người dân Nga đối với các nhà lãnh đạo và cá nhân Tổng thống Putin luôn ở mức cao. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất hồi tháng trước, tỷ lệ ủng hộ của người dân Nga dành cho Tổng thống Putin tiếp tục tăng 0,7 điểm phần trăm lên mức 79,2%. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 26 tháng 6, sau khi kết thúc cuộc binh biến của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ cảm ơn sự kiên cường, đoàn kết và lòng yêu nước của người dân trong nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng đây chính là những yếu tố then chốt giúp chấm dứt cuộc nổi loạn. Các bạn thân mến, hôm nay tôi một lần nữa hướng tới toàn thể công dân Nga. Cảm ơn vì sự kiên cường, đoàn kết và lòng yêu nước của các bạn. Tôi xin nhắc lại, cộng đồng xã hội, chính quyền hành pháp và lập pháp ở tất cả các cấp đã thể hiện sự thống nhất cao độ. Các tổ chức xã hội, tôn giáo, các đảng phái chính trị hàng đầu, trên thực tế là toàn bộ xã hội Nga đã cùng chung lập trường vững chắc, đồng nhất rõ ràng trong việc ủng hộ trật tự hiến pháp. Tất cả đã đoàn kết và tập hợp bởi điều chính yếu nhất là trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc ta theo đánh giá của giới phân tích sự ủng hộ và tin tưởng của người dân nga dành cho tổng thống putin được xem là vô cùng quan trọng trong bối cảnh nước nga được đối mặt với nhiều thách thức trong đó có hàng loạt lệnh trừng phạt mà mỹ và các nước phương tây áp đặt chính sự ủng hộ của dư luận dành cho tổng thống nga và cách điều hành đất nước của ông được xem là bệ đỡ để nước nga vượt qua các sóng gió